chuyên cung cấp những cái loại phôi, những cái loại phôi đột biến như thế. Cái phôi dừa này mình mới lấy ở Bến Tre về đây. Cái này là đột biến lá sập ha. Tham khảo cái cách ôm một cây dừa mộng để chúng ta làm bonsai luôn. Trước tiên khi chúng ta vô là chúng ta cắt bỏ những cái rễ dư này nè. Cái cách thứ hai thì cô chú anh chị cũng có thể lột ra. Thì Linh thường làm là rễ uống, thường là đột biến nó hơi yếu hơn những cái cây bình thường. Mọi người nói người ta chặt cái này để tưới nước cho nó thấm, để cho cái mọi người mà ôm mà cái chậu to sẽ xử lý cái bẹ này nè, xử lý mấy cái bẹ này nè, cáo nó ra để tạo điều kiện cho cái đọt này nè. Rồi hello cô chú anh chị, mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay Linh sẽ làm một cái clip nhỏ cách ôm dừa mộng, cách ôm một cái trái dừa mộng mà nó đã lên cao, chúng ta sẽ ôm như thế nào và cái cách lưu ý như thế nào để cho chúng ta lấy những cây dừa mộng, chúng ta làm được những cái cây dừa bonsai lùng lực sau này ha. Rồi hôm nay Linh sẽ thi phạm với mọi người là một cái phôi dừa đột biến. Cái phôi dừa này mình mới lấy ở Bến Tre về đây. Cái này là đột biến lá sập ha. Lá nó sập như thế này nè, xanh vàng, trắng hơi sập. Cái lá nó già già nó sẽ sập như thế này. Đấy, đây là gọi là phôi đột biến. Cái này là cây đột biến lá sập. Thì thường là cây đột biến thì nó lên cao cao như thế này chúng ta mới phát hiện đột biến, chứ không phải là khi chúng ta ôm dừa mộng thì có khi ngay cái cây đột biến thì chúng ta phát hiện được. Thì thường mấy những cái cây này trong cái vườn ôm người ta lên như thế này rồi người ta mới phát hiện đột biến đó. Chúng ta lấy những cái phôi này về chơi, thường nó là một cây dừa mộng, cho nên hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình ôm cái cây dừa mộng như thế này để chúng ta làm bonsai, và những lưu ý như thế nào để chúng ta làm được cây bonsai lùng lực, lùng đẹp để bàn cho nó thích hợp, cho nó ok ha. Rồi trước tiên là Linh sẽ lấy cái phôi này ra. Cái phôi này á là Linh chia lại của một thành viên trong hội dừa bonsai á mọi người ở Bến Tre. Đó là một thành viên trong hội dừa bonsai, vợ chồng Dương Mèo Phúc Quả Dừa. Để cô chú anh chị mà có theo dõi những cái hoạt động của anh em mình chắc cũng biết. Thì Dương Mèo là một thành viên là chuyên cung cấp những cái loại phôi, những cái loại phôi đột biến như thế này, đột biến lá màu, đủ thứ màu hết, màu trắng, đột biến lá sọc, rồi có những cái phôi mà đột biến về hai thân, ba thân, một thân hai mộng đó, này kia đủ hết. Nói chung là những cái loại dừa đột biến thì ở chỗ thành viên trong hội là Vinmeo sẽ có cung cấp đầy đủ cho mọi người. Linh sẽ để những cái loại mà Vinmeo đang cung cấp. Có khi cô chú anh chị thích cái loại nào thì cứ nhắn tin qua cái số Zalo của Vinmeo, thì Linh sẽ để ở đây cho cô chú anh chị mình có thể, nếu thích những cái phôi đột biến thì có thể nhắn tin cho Vinmeo để giao lưu những cái phôi như thế này ha, để giờ chúng ta làm bonsai cho nó lạ và nó đẹp đó. Thì có thể cô chú anh chị nhắn tin không có thì có thể đặt thì bên đó thì họ sẽ đi săn mọi người. Những cái phôi này phải đi săn mới có, chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Hàng ngàn trái nó mới có một trái đột biến thôi đó. Thì đi săn thì cho cô chú anh chị sẽ có những cái phôi để chúng ta làm bonsai, những cái phôi đột biến như thế này. Cô chú anh chị mình lưu ý, khi cô chú anh chị mình muốn mua phôi đột biến như thế này bên Vinmeo thì cô chú anh chị cứ nói từ bên kênh YouTube Bonsai Dừa Hoàng Linh qua để mua, thì quý vị mình sẽ được miễn ship code toàn quốc luôn ha. Rồi bây giờ là Linh sẽ bắt đầu quay cận vô để cho cô chú anh chị mình dễ quan sát hơn. Rồi trước tiên thì chúng ta lượm được một cây dừa mộng ngoài vườn như thế này đó. Là Linh không nói tới đột biến nha, cái cây bình thường thì chúng ta vẫn làm ok thôi. Cây đột biến với cây bình thường nó khác nhau cái màu lá, hoặc là nó đột biến nhiều đợt này kia thôi. Rồi chúng ta lượm được một cây dừa mộng ngoài vườn như thế này thì chúng ta đem vô ôm. Thì trước tiên khi chúng ta vô là chúng ta cắt bỏ những cái rễ dư này nè, những để đừng gây nè, đỡ bớt gây cho nó bị thối nè. Đó, nó dập là nó bị thối rễ ha, cho nên là chúng ta cắt bỏ hết những cái rễ như thế này. Thường á những cái cây như thế này là mọi người cứ cắt bỏ cái rễ ngoài cái lớp vỏ như thế này thôi, rồi chúng ta bắt đầu là ôm. Đó, cho rễ nó mọc ra, giữ nguyên cái gáo như thế này thì cái cây chúng ta sẽ mạnh khỏe hơn ha mọi người. Thì cái cách thứ nhất là cái cách an toàn nhất. Cái cách thứ hai thì cô chú anh chị cũng có thể lột ra. Đó, đối với những cây dừa mạnh lột ra. Còn đối với cây này
là cái cây đột biến. Thường là cái cây đột biến nó sẽ yếu hơn những cái cây bình thường, cho nên chúng ta cứ để nguyên như vậy cho nó an toàn, để nó chết rất là uổng ha. Những cái cây này gọi là hàng hiếm, cho nên là đừng có để cho nó chết, uổng lắm. Thì chúng ta chuẩn bị một cái chậu đen bình thường, thì chúng ta bắt đầu là bỏ sơ dừa vô rồi ôm như bình thường. Rồi bây giờ Linh sẽ ôm bỏ một ít sơ dừa vô trong đây. Rồi chúng ta chuẩn bị một ít sơ dừa như thế này rồi chúng ta cứ ôm như bình thường thôi. Thì đối với cái trái này là nó đang một cái dáng huyền ha, dáng huyền ha mọi người. Thì bây giờ Linh muốn ôm nó thẳng lên như thế này để cho cái bộ rễ của nó sẽ ôm vô cái gáo. Sau này nó ra nó ôm vô cái gáo và chúng ta mới chuyển đổi dáng thế. Thì Linh thường làm là rễ uống ha. Thì sau này chúng ta cứ ôm nguyên như thế, thì chúng ta lọc cái vỏ, sau này chúng ta là từ từ lọc vỏ ra vệ sinh sau. Đối với cây này thì chúng ta nên làm vậy. Còn đối với những cái phôi mà mới nhú mầm thì chúng ta đã đánh bóng trước rồi, thì sau này chúng ta không cần dọn cái vỏ nữa, thì cái gáo nó đã đánh bóng sẵn rồi. Thường là dừa lúc người ta ôm là người ta để như thế này đó, người ta chặt cái này để tưới nước cho nó thấm, để cho cái mọng nó mọc ra nè đó. Thì chúng ta lụm ngoài vườn thì có khi nó mọc thẳng thì chúng ta để luôn, có khi nó mọc ngang như thế này thì chúng ta có thể chuyển đổi dáng thế, hoặc là chúng ta có thể ôm dáng vậy luôn, chúng ta chơi dáng huyền đó. Bây giờ Linh sẽ ôm chực chực lại để cho bộ rễ nó mọc xuống, nó ôm cái gáo. Sau này Linh sẽ chuyển đổi dáng thế và uống rễ cho nó. Từ từ Linh sẽ tách cái bẹ này từ từ ra, tách cái vỏ từ từ ra. Cái này phải nuôi lâu lắm mới được. Thì Linh thường làm những cái cây là nuôi lâu năm rồi uống rễ ok hết rồi Linh mới bắt đầu là chuyển lên chậu. Cho nên là Linh sẽ chuyển đổi dáng thế từ từ, mất thời gian nhưng mà nó đẹp đó. Thì làm cái gì cũng vậy, làm chúng ta có thời gian chăm thì nó đẹp thôi. Rồi bây giờ là Linh sẽ bỏ vô đây ôm như thế này ha. Thì bây giờ là cái này sơ dừa hơi nhiều nè đó. Chúng ta không cần ôm cái chậu to đâu ha, chúng ta cứ ôm cái chậu nhỏ thôi. Khi mà nó phát triển ok đó là cho cái rễ nó ôm ôm vô cái gáo, để sau này chúng ta tận dụng uống rễ chứ mọi người mà ôm mà cái chậu to quá nó sợ nó thiếu chất dinh dưỡng là không có đâu, nó không có thiếu đâu. Tại cái gáo dừa nó còn thì nó sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cái cây thôi. Rồi bây giờ Linh sẽ cho một ít sơ dừa vô, chủ yếu chúng ta để giữ cố định cho nó, rồi nó giữ ẩm, nó sẽ mọc cái rễ ra bên ngoài. Tại vì trong cái gáo dừa nè, vỏ dừa này nó vẫn còn, nó vẫn giữ ẩm, nó vẫn cung cấp dinh dưỡng. Và cái gáo dừa bên trong, cơm dừa, nước dừa, nó cũng cung cấp dinh dưỡng cho cái cây mọc, chúng ta mọc tốt ha. Cho nên mọi người đừng lo, cứ ôm cái chậu nhỏ nhỏ thôi, để cho cái rễ nó sau này nó mọc ra đó, nó ôm ôm vô cái gáo á. Sau này chúng ta sẽ chuyển đổi dáng thế lại, chúng ta uống rễ nó sẽ dễ hơn đó. Thì cái cây dừa thì uống rễ cong cong quay quẹo thì khi chúng ta lên chậu đó thì nhìn nó sẽ đẹp, nó sẽ bắt mắt hơn và nó lạ. Thì muốn làm được rễ uống thì mọi người có thể xem những cái clip Linh đã hướng dẫn ha. Sẽ mất khá là nhiều thời gian đó, tại vì làm rễ uống thì chúng ta ôm như thế này nè, rồi sau đó mới chúng ta chuyển đổi dáng chực. Lúc đầu là chúng ta ôm dáng chực rồi chúng ta mới chuyển đổi lại cái dáng quyền thì chúng ta mới uống rễ được. Tại ôm cái dáng quyền cho ra cho rễ nó mọc vô, nó ôm vô trong cái gáo rồi đó, sau đó là chúng ta mới chuyển đổi dáng quyền lại để chúng ta uống rễ và sắp rễ. Cho nên là cái cây này đúng ra là nó là dáng quyền thì chúng ta có thể ôm dáng quyền luôn đó, nhưng mà Linh muốn uống rễ cho cây này cho nên là Linh đã ôm lại cái dáng chực cho nó mọc lên, cho rễ nó xuống nó ôm trong cái gáo. Thì sau này chúng ta uống rễ thì nó ok hơn. Dưới đối với cái cây đột biến này thì Linh sẽ chăm sóc đặc biệt cho nó, thì chúng ta làm cái bộ rễ thì là đẹp đó, làm cho nó ok thì chúng ta sẽ có một cái thân mầm đẹp để chúng ta chơi sau này ha. Thì cô chú anh chị nào muốn liên hệ mua những cái phôi đột biến lá màu như lá vàng, đột biến màu vàng, đột biến màu trắng, hoặc là lá sọc như thế này ha, lá sọc như thế này, hoặc là đột biến một mọng, hai mọng, ba mọng, bốn mọng, hoặc là đột biến một thân hai ba mọng, ba một thân hai ba đọt, một thân ba bốn đọt gì đó, thì cô chú cứ liên hệ với Junmail ở Bến Tre ha. Thì Linh sẽ để cái số điện thoại Zalo ở đây đó, cho cô chú anh chị mình liên hệ, chúng ta đặt hàng, hoặc là có sẵn thì cô chú anh chị có thể chốt đơn luôn. Khi cô chú anh chị mình sang mua phôi đột biến bên Junmail thì cô chú anh chị mình cứ nói là từ bên kênh YouTube Bonsai Dừa Hoàng Linh qua đây để mua, thì cô chú anh chị mình sẽ được miễn ship code toàn quốc luôn ha, cho tất cả những các sản phẩm mà cô chú anh chị mình đặt mua. Rồi bây giờ là chúng ta tới các cái công đoạn xử lý ban đầu
cho cái cây dừa. Khi chúng ta lấy cái dừa mỏng vô ôm ha, thì Linh sẽ quay cận vô cái gốc để xử lý cho con chú anh chị mình hiểu rõ hơn. Rồi sau khi chúng ta ôm đó thì chúng ta sẽ xử lý cái bẹ này nè, xử lý mấy cái bẹ này nè đó, coi cái phần nào khô khô nè, chúng ta cắt nhẹ nhẹ xuống, cắt dừa dừa thôi, chừa lại nha mọi người, chừa lại. Nếu cái cây nào mạnh đó, thì chúng ta hãy cắt bỏ những cái áo ôm lúc đầu này. Cái đây là chúng ta thường gọi là cái áo giáp lúc đầu mà cái mọng nhỏ nó mới lên đó, là cái này nè, cái không có lá gì hết trơn nè, nó rất là cứng. Mà bây giờ là chúng ta không có cắt sát dưới này nha, đó, cắt ngang đây thôi. Cái cây độc biến á thì thường nó yếu hơn cái cây bình thường, cho nên là chúng ta dưỡng dưỡng nó thôi, đừng có nên cắt sát quá, nó chết rất là uổng ha. Rồi ở đây thì chúng ta này cắt nhẹ xuống để tạo, cắt nhẹ xuống đây nè, kéo nôm ra để tạo điều kiện cho cái đọt này nó ngóc thẳng lên nè, nó ngóc thẳng lên để chúng ta xử lý, xử lý sau này để chúng ta xử lý nó dễ hơn, và cái cây dừa nó dễ lên hơn, nó không có cần phải gồng để lên, tại vì mấy cái áo ôm này nó ôm lên nè, cây dừa phải gồng nó mới ngóc lên được. Thì chúng ta xử lý tiếp nó ha mọi người, chúng ta xử lý tiếp nó đó, giúp tạo điều kiện, tạo điều kiện cho nó nè, cắt xuống đó. Rồi chúng ta không cần cắt cái mé dưới đâu mọi người, chỉ cần cắt ở trên đây thôi, cắt những cái áo ôm mép trên, mép trên để cho sau này nó ngóc lên như thế này nè đó, đơn giản như vậy thôi mọi người. Thì chúng ta cứ cắt như thế thôi, không cần phải làm nhiều công đoạn đâu. Một thời gian sau cái này già dạng chút, chúng ta cắt ngang nữa để tạo điều kiện cho nó lên nữa, tại giờ còn non quá, Linh cắt sợ nó mất sức, tại cái cây dừa đột biến này nó hơi yếu, cho nên là cứ như thế là chúng ta đã là ôm được một cây dừa rất là đơn giản, rất là dễ thôi. Tại vì Linh vừa làm, vừa hướng dẫn cô chú anh chị về mình, vừa nói cho cô chú anh chị mình dễ hiểu thì nó hơi lâu, chứ mọi người cứ lấy ra rồi ôm rồi cắt thôi, rất là đơn giản ha. Bây giờ là Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật đẹp để chúng ta tự trưng trong nhà, trong phòng khách. Theo phong thủy thì đón tài lộc, thì chúng ta trưng đón tiền tài về cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip sau về kỹ thuật làm dừa bonsai trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha.